Rồi, 5 bước nữa, cái ghế trước mặt đây rồi. Vòng qua ghế em ơi. Mời hai anh chị, chúng ta tháo mặt nạ ra được rồi. Chào anh chị, bây giờ việc trước tiên là chúng ta sẽ giới thiệu để cho đối phương có thể nghe được những thông tin của mình ha. Mời anh trai giới thiệu trước. Dạ, mình tên là Tranh, quê quán thường trú thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, anh bao nhiêu tuổi? Dạ, 51. Thì làm ở công ty. Công ty gì anh? Công ty In Trần Phú. Rồi, mời chị. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em tên là Lê Thị Hạ. Năm nay chị bao nhiêu tuổi? Dạ em 39 tuổi. Em ở Tân Phú. Quê em ở ngoài Nam Định. Mình vào đây lâu chưa? Mình làm công việc dạ, gì? Em vào năm 97. Dạ em làm may. Công việc của em là làm may. Là mình may là may công ty, may xí nghiệp hay là may gia đình hay là may đồ cho khách hay như thế nào? Em may đồ thời trang đi làm cho người ta. À, đi làm cho người ta. Thế điểm mạnh, điểm yếu trong công việc của mình là gì? Điểm mạnh của em là tỉ mỉ, cẩn thận, làm việc nhiệt tình. Rồi, điểm yếu của mình là gì? Nhút nhát chứ đánh động. Còn anh, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là sống hòa đồng, vui vẻ với mọi người. Nãy giờ em chưa có thấy vui vẻ gì hết trơn, thấy buồn so hả? Không, thì cái lúc mình mới thì mình thấy bình thường, như là từ từ mình quen rồi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ quen rồi đó anh, vui vẻ hòa đồng lên anh. Rồi gì nữa nè? Thân thiện. Rồi điểm yếu? Điểm yếu là không biết ca hát. Tật xấu thì không. Về tình duyên thì sao? Anh đã trải qua mấy mối tình rồi? Thì mình cũng trải qua 2 mối tình. Một mối tình thứ nhất thì có đất, có nhà nhưng mà chưa có hộ khẩu. Thì cô muốn kiểu như mình phải có hộ khẩu. Mối tình thứ hai thì trình độ thì bạn ấy cũng học cao nhưng mà có cái là ít chia sẻ mà ít quan tâm, thì anh ấy không thích những cái đó. Từ cái lúc mà được yêu thì mình không được yêu, còn lúc mà muốn yêu rồi thì mình lúc đó lại lớn, nên chúng ta cũng nó hơi khó. Vậy bây giờ là muốn yêu chưa? Thì bây giờ chắc muốn yêu rồi. Giờ muốn yêu rồi. Thế còn mình tình duyên của mình như thế nào, mình có thể chia sẻ cho anh nghe luôn. Dạ em cũng có 2 mối tình. Thứ nhất thì cũng chuẩn bị được tiến đến hôn nhân ấy, nhưng mà qua một thời gian tìm hiểu rồi không có hợp nhau. Mối tình sau thì cũng có quen vài tháng rồi tìm hiểu rồi xong lại thấy không hợp. Không hợp là không hợp ở chỗ nào? Cụ thể là không hợp cái gì? Em thích cái này thì người kia thích cái khác. Thế mẫu người lý tưởng của chị là như thế nào? Những người anh đã biết quan tâm, chia sẻ, quan tâm gia đình hai bên. Có cái vóc dáng, cái cơ thể gì đó, mình có cái mẫu lý tưởng của mình không? Vóc dáng thì chỉ cần nhìn đàn ông xíu được rồi. Có điều gì em không thích ở người đàn ông? Vô tâm. Còn anh, mẫu người lý tưởng của anh là như thế nào? Mẫu người lý tưởng của mình ấy, biết quan tâm và chia sẻ, biết đối nhân xử thế. Quê hình thì có 1m58 ấy. Điều gì anh không thích ở người bạn gái? Điều mình không thích ở người bạn gái là không chung tuổi hết, sống kiểu như là không có chia sẻ. Nên này anh chụp bao lâu rồi? 5 năm. 5 năm nó nhìn cho cỡ chừng chục năm rồi trời. Rồi tìm đi, ảnh ở chổng á, tôi nhìn không biết ai hết trơn á. Hình nhỏ không à. Rồi, dễ nè, có cô gái đang ngồi đối diện ở bên cạnh tấm hình này. Anh hãy cảm nhận thử xem, cái nhìn đầu tiên mình nhìn coi mình thấy là ai là cái người đang ngồi bên kia. Anh cao một khoảng 1 mét mấy vậy anh? Anh trước cao 1m62. Dạ, cảm ơn anh. 1m62. Đâu, anh nào? Trời, hay dữ vậy ta. Bên này được chưa anh? Bên này quá trời dễ tìm, hình rõ quá trời rồi. Ai đâu? Bên này. Tại sao anh chọn cô đó? Thì mình cứ ghi hình này chứ coi cô này
mình này. À, thì chỉ có trong hai người này thôi. Cô màu xanh đó đúng không? Rồi, xin mời hai bạn hãy nhìn qua cái cửa trái tim này. Các Tường sẽ mở cửa trái tim ra và mọi người sẽ xem cái sự nhận xét của mọi người ngày hôm nay là đúng hay sai nhé. Cái sự cảm nhận của mình đúng hay sai nhé. Xin mời anh chị. Em hỏi ảnh thử coi tấm hình đó phải ảnh không vậy? Cái người đó phải ảnh không, đúng không? Anh cho em hỏi tấm hình này, cái này có thể phải ảnh không ạ? Đúng. Rồi, đúng. Đúng không? Đúng không ạ? Ủa sao em chọn hay vậy trời? Rồi khổ là cái tấm nào bên đây, anh nhìn đi. Đúng không anh? Đúng. Thôi bây giờ hai anh chị trò chuyện với nhau nha. Tường mời hai anh chị thưởng thức một bữa ăn trưa tại chương trình. Rồi, à, tặng hoa đi anh. Anh đến chương trình ấy có món quà rồi tặng em. Em cảm ơn anh, em có một món quà tặng anh. Quà gì vậy em gái? Dạ là em làm thợ may, em may áo sơ mi tặng anh. Ồ, vậy bây giờ em cảm có thể mặc giùm ảnh không? Để thử coi anh có vừa không? Mở ra xem đi anh. Cổ may đó. Rồi lấy ra đi, mặc đi anh. Phụ ảnh đi em, phụ ảnh đi em. Cái may đúng sai không nha? Anh mặc thử. À, nút bóp hả? Hàng chị dạ, mở nhanh ha. Nút bóp khỏe ha. Chiều dài thấy vừa rồi đó. Lịch sự đẹp trai rồi đó. Fashion rồi đó, trẻ hơn mấy tuổi luôn rồi đó. Rồi bà chủ nhìn bà thợ may nhìn coi vừa không em, có cần chỉnh sửa gì không? Thấy vừa y rồi đó. Ghê quá ha, không có nhìn thấy nhau mà đo mặc đồ rồi đó vô vừa y chang luôn ha. Rồi như vậy là phần tặng quà đã xong. Bây giờ các Tường sẽ mời hai anh chị thưởng thức một món ăn ngon của nhà hàng LA Garden Restaurant. Và chúng ta vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau nha. Mạnh dạn lên, hai anh chị nhút nhát quá. Rồi, xin mời hai anh chị sẽ thưởng thức một bữa ăn trưa rất ngon miệng tại nhà hàng nha. Đây là món cơm chiên lá cẩm hải sản nè, vẹm xanh, sốt trứng muối đúc lò, gân cá ngừ và súp đuôi bò hầm thảo mộc. Vừa ăn mình vừa trò chuyện tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa các Tường sẽ quay lại. Rồi, xin mời anh chị. Tân Bình. Dạ. Sài Gòn anh sống ở đâu ạ? Anh ở Tân Bình. Tân Bình hả? Em ở bên Tân Phú, gần Tân Hương. Anh ở bên đó anh sống với ai ạ? Trước đây anh ở mấy anh chị, sau này anh chị về Gò Vấp thì mình ở đấy, mình làm từ đây tại nhà luôn. Dạ. Bình thường anh có hay đi đâu chơi, đi du lịch gì không ạ? Không, du lịch thì anh cũng thỉnh thoảng đi, từ đi công ty tổ chức mà kiểu lâu lâu với anh em mới tổ chức đi với nhau. Là cái công việc của anh là làm về bên cái gì hả anh? In lịch sách báo tạp chí. Anh thì thường nếu mà có công công việc thì đi chơi thăm người nhà người thân. Dạ, anh có biết uống bia vậy? Dạ, anh có biết uống bia vậy? Anh thì nói chung cái gì cũng biết, thì mình biết điểm dừng. Em học về may lâu chưa? Dạ em làm từ lúc như đây là em học may rồi em làm may. Anh khi nào mà công ty việc nhiều mà gấp thì mới làm chủ nhật, còn bình thường không làm chủ nhật. Chắc em nghi em đi, chắc hai người không ai nói hai tiếng nào quá à. Nãy giờ có nói chuyện gì được không? Dạ có nói chị. Thế bây giờ anh chưa lập gia đình lần nào thì quan điểm anh trong cái hôn nhân là như thế nào? Chung thủy thật thà. Dạ. Biết rồi. Đối nhân xử thế này được. Rồi cái chuyện này mới quan trọng là bây giờ anh chưa có lập gia đình lần nào. Đó. Rồi bây giờ cái chuyện sinh lý anh có ok không? Thì nói chung là nhìn người nó thấy anh biết. Nhìn anh là em thấy em được gì rồi đó. Cho nên em phải hỏi để anh tự nói. Nó bình thường mà thôi. Thì vẫn bình thường mà thôi. Sao anh rụt rè quá vậy? Anh thanh niên anh phải mạnh mẽ lên chứ. Anh phải anh đeo đuổi phụ nữ mà anh phải mạnh mẽ lên, anh phải người ta mới tự tin, người ta giao cuộc đời người ta cho mình. Anh phải có cái sự chủ động chứ. Chứ chị đã rụt rè quá trời mà anh còn im luôn nữa rồi làm sao?
theo như anh nghĩ sau này khi mà kết hôn thì trong gia đình ai sẽ là người quản lý tài chính? Nói chung làm ra thì ấy, hai vợ chồng thì ấy gom về một mối, chứ không có kiểu như là cái quỹ đen. Dạ. À, hiện tại trong này là anh ở nhà, anh ở là nhà mình thuê hay nhà mình mở mua rồi? Nhà anh mua lâu rồi. Mua lâu rồi. À, hai anh chị hơi rụt rè. Bây giờ Tường cho anh chị chơi một cái trò chơi nhỏ nhỏ ha. Anh chị mình bóc những lá thăm rồi mình đọc lớn lên. Mình có cái sự tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Anh đọc lớn lên đi anh ạ. Hay nói ba điều chung của bạn và người đối diện. Nãy giờ trao đổi được nhiều không? Lúc Tường đi ra ngoài đó, Tường đâu có nghe đâu. Biết có hai bạn có điểm chung gì trong cuộc sống, trong công việc, trong suy nghĩ, trong tính cách, mọi thứ. Nói chung là điểm chung là kiểu như vẫn mới gặp đầu thì vẫn kiểu như là ít chia sẻ hơn. Chia sẻ thì nó cũng là nhút nhát đó, còn gì nữa không à? Còn về sau thì từ lúc đó là trước mắt là chỉ thấy có sự là nhút nhát là giống nhau thôi phải không? Mà đâu không có gì chung phải không? Rồi, tên mời chị. Dạ. Theo bạn làm sao để hôn thật lãng mạn, hãy chia sẻ bí quyết. Theo như anh là hôn như thế nào để lãng mạn, anh hãy chia sẻ bí quyết. Cũng hai ba mối tình rồi, có kinh nghiệm rồi, anh chia sẻ thử xem. Nụ hôn như thế nào nó lãng mạn? Nụ hôn như thế nào nó lãng mạn? Tại vì lâu thì không lâu rồi cũng không nhớ đâu, bao lâu anh không hôn? Năm bảy năm. Thế anh có nhớ nụ hôn đầu tiên của anh không? Nụ hôn đầu đời của anh năm nào anh nhớ không? Lúc anh bao nhiêu tuổi anh nhớ không? Nó còn nhỏ giờ lâu quá không? Phải nhớ chứ, cái mối tình đầu, cái nụ hôn đầu mà có tình yêu mình phải nhớ chứ anh. Hơi dậu nữa. Bây giờ không biết anh nghĩ anh yêu lại, anh hôn lại, anh có còn đạo đức như ngày xưa nữa không? Nếu như mà cảm thấy phù hợp thì anh nghĩ là mình tìm hiểu bao nhiêu lâu thì sẽ tiến tới hôn nhân. Anh thua là hai người. Ý anh là như thế nào? Mình đàn ông mình phải có cái ý kiến của mình trước. Thì 3 đến 6 tháng. Từ 3 đến 6 tháng. Có thấy nhanh quá không? Anh đã chuẩn bị mọi thứ để cho cái đám cưới chưa? Không, nói chung ngày xưa thì chưa chuẩn bị được, nhưng bây giờ thì chắc là chuẩn bị được. Thế khi còn em? Em nghĩ là bao nhiêu lâu thì trong một mối quan hệ mình tìm hiểu bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân? Em thì quan trọng là hai người, nếu mà hai người hợp nhau thì chỉ khoảng cũng 3 đến 6 tháng là cũng 3 đến 6 tháng. Ồ, vậy là hai người có điểm chung nữa thấy không? Dạ. Ờ, 3 đến 6 tháng thì Tường thấy là cũng là hơi nhanh đó. Bây giờ Tường vẫn đang rất là lo lắng nè, người ta lập gia đình là người ta cần một người đàn ông mạnh khỏe. Thế nên giờ em hỏi gì anh cũng không trả lời hết. Bây giờ em hỏi anh một câu nữa là anh có khỏe không? Khỏe mới đi làm được. Khỏe mới đi làm được. Bây giờ anh hít đất nổi không? Là anh hít đất 10 cái cho các Tường được không? Để chứng minh rằng anh khỏe, người ta mới dám, đúng không em? Đúng rồi em thích người mà đàn ông phải mạnh mẽ, chịu khó. Mạnh mẽ, mạnh khỏe. Mời anh. Chứ anh không nói anh phải bù chứ, người ta nói cần cù bù siêng năng. Rồi. Khỏe không? 1. Chị đếm đi em. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 được rồi. Khỏe. Có điều ảnh nhút nhát quá thôi. Yeah. Đó. Thôi Tường làm vậy để cho anh nóng lên nè, để anh chốt lại câu cuối nè. Thôi bây giờ nha, Tường sẽ cho hai anh chị một cơ hội nữa thôi. Dạ em mời anh. Rồi chương trình cho mình gặp nhau. Anh muốn em làm bạn của anh. Dạ. Yeah. Phải làm bạn là phải tìm hiểu nhau xem sao. Bây giờ vậy hai người đứng lên đi. Mình hãy nắm tay nhau qua cái chữa trái tim này, để xem có điện gì chảy qua giữa hai người hay không. Tự hai người cảm nhận, nhìn nhau và nắm tay nhau qua cửa trái tim này. Mời hai anh chị nhìn nhau nhé, mình cảm nhận nha. Rồi, cảm ơn anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ đặt tay vào nút bấm. Tường đã cho anh chị rất là nhiều cơ hội ha, nói chuyện, ăn uống, có sự va chạm, tiếp xúc để chúng ta có thể cảm nhận được. Bây giờ đặt tay vào nút bấm này. Nếu sau 3 tiếng đếm của các Tường, anh chị cảm nhận rằng đối phương có thể là một nửa mình đang tìm kiếm thì anh chị nhấn nút thật mạnh. Nếu như anh chị cảm thấy không phù hợp với mình thì mình không nhấn nút.
nha. À, hãy làm theo cái cảm nhận của trái tim mình. Rồi nhắm mắt lại nhé. Sau 3 tiếng đếm hãy đưa ra quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Sao em gái không bấm? Dạ em thích người đàn ông có cái sự chủ động một chút xíu. Anh hơi rụt rè. Em thì em thật sự là em cũng không rụt rè bên ngoài, em cũng không rụt rè nhiều. Tại vì lên đây thì em bị rung á, nên em không nói được. Anh là một người đàn ông cũng rất là tốt, cũng có những cái trải nghiệm, có công việc ổn định, có nhà cửa ổn định, một cái điều kiện cũng là khá tốt. Phụ nữ người ta sẽ cảm thấy rất là lo lắng khi mà, tại vì không biết anh nghĩ cái gì. Dù anh thích, giống như tao hồi bấm nè, anh bấm rất là ok, biết anh thích, nhưng mà anh không nói, người ta lại không hiểu anh muốn cái gì, nên người ta cũng rất là e ngại. Đó, đâm ra là anh cô ấy không bấm, anh có buồn không? Không, nói chung với anh thua là bạn gái mà thích người như thế nào. Dạ, còn dạ. Mình thì lần đầu tiên tiếp xúc là mình cũng ít ấy, mình thường thường mình trầm tính, cho nên lần đầu tiên mình tiếp xúc thì mình cũng không cởi mở nhiều. Nhưng mà đôi lúc trong cuộc sống thì nó vội vã lắm, cơ hội nó không chờ mình. Nhiều khi đâu có cái tiếp xúc lần nữa thì đâu có cái thời gian nhiều như vậy để chúng ta thể hiện đâu. Cho nên ngay từ đầu tiên đôi lúc mình cũng phải nắm bắt cái cơ hội, mình cũng thể hiện bản thân mình một chút xíu. Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn hai anh chị đã tham gia với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và Tường cũng xin thay mặt chương trình chúc cho anh chị là có thể sẽ nhanh thôi, sẽ tìm thấy cái nhân duyên của mình. Tình yêu nó sẽ đến với anh chị một cách rất là bất ngờ trong cuộc sống ha. À, thưa quý vị, hôm nay là bà Mai lại không làm tròn trách nhiệm của mình nữa rồi. Bữa giờ như là tổ không đãi hay sao á, rất là buồn. Nhưng mà mọi người ơi, đó là quyết định của người tham gia chương trình. Chúng tôi đều phải là rất là trân trọng, rất là tôn trọng cái sự quyết định của họ. Chỉ mong sao rằng là tình yêu sẽ sớm đến với họ thôi. À, và bây giờ thì Tường xin nói là chào tạm biệt nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ rất là quen thuộc của chương trình, 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh My TV. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 10 giờ sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Nghề nghiệp hiện tại của mình là gì? Ơn mời bạn. Là em đúng không chị? Sao em thấy cũng có 4 người tham gia. Dạ chị ơi, bây giờ mình chủ động mình giới thiệu bản thân với bên em nha. Là mình tên gì, sinh năm bao nhiêu, công việc gì vậy đó chị. Mình cứ chủ động nói tiếp với bên em nha. Dạ rồi, cảm ơn ạ. Xin chào mọi người, mình tên là đầy đủ là Phan Hải Em. Sinh năm 97, hiện đang sống ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Nghề nghiệp của mình là kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do cụ thể là mảng nào? Dạ em làm bên hai lĩnh vực, một là đồ handmade, những sản xuất những cái phụ kiện như đồ buộc tóc với lại bông tai. Còn cái thứ hai là em đang hỗ trợ gia đình là bà cua máy trái cây á chị. Hiện tại là bạn đang ở Tiền Giang với gia đình luôn ạ? Bơi mặc gì vậy? Dạ đúng rồi chị. Rồi chia sẻ một chút về cái ưu nhược điểm của bản thân đi, mình có điểm mạnh điểm yếu như thế nào? Điểm mạnh của em là khí tốt, với lại em từng là MC với lại là dẫn các chương trình của đoàn viên của trường đại học á chị, và có kinh nghiệm rất nhiều trong lĩnh vực kinh doanh. Điểm yếu của em là rất là kiểu như là khi mà dễ mau chán á chị. Mau chán là sao? Rồi em chỉ là phải chủ động nói được nha, không phải tập hỏi nha, tự nói với bản thân này. Lâu quá không có thực hành. Thì mau chán ở đây có thể nói như thế này, là như là em thì thích, chính vì sự thích nghi tốt cho nên là lúc nào em cũng muốn có một cái môi trường nó năng động, nó náo nhiệt hết. Nếu như mà cái môi trường
cộng đồng đó nó cứ êm hoặc là nó không có cái sự thay đổi gì đó trong một ngày á, thì về lâu về dài em không có hứng thú với lại cái môi trường đó nữa. Cái thứ hai là cái nhiệt huyết của em sẽ giảm dần theo thời gian, cũng như không có sự thay đổi, có cái thử thách gì đó. Mong chán thì nên là xinh xắn rồi là cũng hoạt ngôn rồi là công việc cũng ok, nhưng mà không có người yêu là do mong chán à? Không có người yêu là do cái môi trường của em là gặp các bạn khách hàng quen là qua online. Cái thứ hai là do hoạt động chính của em là ở chợ truyền thống á, cho nên là những cái đối tượng mà em đã từng gặp gỡ và trao đổi thì thường là họ là những người buôn bán kinh doanh. Nhưng mà cái mà em đang hướng tới là một cái hình thức kinh doanh nó hiện đại hơn, và những cái người đó thì khi mà em trao đổi trực tiếp với họ thì họ là phản bác rất là mạnh, bởi vì họ không có nhìn thấy được cái tiềm năng của online. Do xuất thân của em là em mới về quê khoảng 2 năm nay thôi, thì em cũng tìm hiểu và hẹn hò nhưng mà vẫn chưa tìm được người có chung chí hướng với mình. Bạn đọc thêm được bao lâu rồi kể về cái tinh trường của mình được đâu? Hiện tại là em có mối tình chính thức thì 3 mối tình. Thứ nhất là lúc còn sinh viên đại học. Cái thứ hai là sau khi tốt nghiệp thì em có quen một bạn để mà hợp tác kinh doanh, nhưng mà vì lý do là mong muốn kết hôn sớm của bạn đó cho nên là em không thể nào đáp ứng được. Em thì cũng muốn đi chơi nhiều hơn. Mối tình thứ ba là xuất phát ở quê nhà của em, nhưng mà hiện tại đã chia tay bởi vì lý do rất đơn giản là do không có phù hợp về cái quan điểm sống á. Và hiện tại là em cũng đang mong muốn là tìm một người có những cái quan điểm sống giống mình, sở thích cũng không cần phải giống nhau, nhưng mà quan trọng là quan điểm sống với lại cái hình thức hoạt động là kinh tự do kinh tế chị, chứ không có phải là đi làm hoặc là không có kiểu như là không có chú trọng, không có quan tâm, không có tôn trọng cái việc tự kinh doanh của em. Cùng quan điểm sống là sao, cái này nó rõ hơn thế nào? Cùng quan điểm sống có thể là thế giới quan của họ, chẳng hạn như là đối với họ thì gia đình là như thế nào. Chẳng hạn như đối với em, gia đình là một cái tập thể lúc nào cũng ở gần nhau. Em không có thích việc yêu xa. Cái thứ hai là quan điểm với em là về vấn đề về tiền bạc. Mình rất là thích tiền, mình rất thích tiền, nhưng không phải là mình cứ cuộc sống của mình cứ quay quanh tiền. Chẳng hạn như là mình có thể dành một ngày ra 12 tiếng để kiếm tiền, nhưng mà còn 4 tiếng hoặc là 6 tiếng gần lại là mình dành cho bạn bè hoặc là người yêu gì đó, chứ không phải là lúc nào cũng mình cũng xem quanh tới chuyện đó. Gia đình ở gần nhau nghĩa là ví dụ bây giờ mà gặp được người phù hợp là bạn đó về ở gì? Dạ đúng rồi, mong muốn gia đình em là muốn ở rể, tại vì hiện tại là gia đình em cũng có một chút gì đó gọi là của dư của ở. Là sao, giải thích rõ cho mình được này được không? Nghĩa là gia đình bạn hiện tại là có mấy người, mấy anh chị em, rồi sao lại cần phải ở gì? Cái xuất phát ở rể đây có không phải là gì, nhưng mà kiểu như là muốn ở có một người yêu ở gần mình á. Thứ nhất là em không muốn yêu xa. Là bạn nam đấy phải ở Tiền Giang, các tỉnh lân cận rồi. Sao lân cận thì cũng có sắp xếp nhất một tuần cho mình gặp nhau khoảng 2-3 lần gì đó, không cần phải một lần, không cần phải nhiều, nhưng mà phải sắp xếp được, tại vì em là một người thích cái sự tương tác. Lên hay là để như thế nào này, ví dụ mà bạn nam rất là hợp với mình, nhưng mà bạn nam nhà có mỗi hai mẹ con thôi chẳng hạn, thì người ta cũng muốn là mình làm dâu chứ, thì mình có đúng được này không? Vấn đề đó là sẽ sắp xếp sao, tại vì theo em nghĩ á, ở rể hay không ở rể, quan trọng là nếu như mà bạn đó có thể sắp xếp được, cân bằng được, chẳng hạn như là vấn đề ở rể là do gia đình em thích em ở gần, có thể tiện chăm sóc đôi bên. Còn nếu mà em khi mà em trưởng thành có gia đình riêng thì em vẫn đảm bảo được cái việc là một tuần hoặc là hai tuần con về thăm gia đình khoảng 2-3 lần gì đó, thì mình có thể sắp xếp được về hình thức. Thứ nhất là thời gian di chuyển nó nhanh, cái thứ hai là bạn đó có thể chủ động được, thì cái vấn đề yêu xa lấy chồng xa thì hai bạn em nghĩ là thỏa thuận được, chứ không phải là cứ gò bó bắt ở rể.
Rồi, ngoại hình thì sao này, cụ thể ngoại hình là mình có cái mẫu mẫu hình nào hay là người nổi tiếng nào mà mình cảm thấy là mình thích cái ngoại hình như vậy. Còn chiều cao của bạn nam thì phải như thế nào thì ok. Hiện tại là em cao 1m6 thì em mong muốn là bạn trai của em thì từ 1m6 cho lên thì được rồi. Em thì chú trọng khá là nhiều về thể lực, giống như là ngoại hình bên ngoài, như là chàng trai đó ít nhất là cũng phải cao 1m6 cho lên. Cái thứ hai là đô con một chút để có cảm giác như mình được bảo vệ và che chở. Rồi ok. Rồi mình hoạt động đoàn, rồi mình từng làm MC là mình có thể hát hò là được đúng không? Ừ, dạ được chị. Rồi ok. Hôm nay thì sẽ là cái vòng casting đầu tiên thôi. Khi mà chương trình lựa chọn bạn này cũng như là tìm được người phù hợp cho mình thì sẽ có biên tập. Hiện tại quê là mình ở Vĩnh Long, còn hiện tại là mình đang có quán ở Trà Vinh hả chị? Dạ đúng rồi, chợ Càng Long, Trà Vinh. Chợ Càng Long, Trà Vinh. Rồi, thì chị bán sỉ hay bán lẻ chị? Bán lẻ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu mình là gì? Mình đang ở Trà Vinh với ai? Ở với mẹ. Rồi mình chủ động mình nói đi chị. Tụi em không có hỏi tiếp tiếp tục ha. Mình chị chia sẻ tự chủ để giúp em ha. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì chị ơi? Điểm yếu là gì? Hơi bị gung trước đám đông. Yếu là hơi bị rung trước đám đông, còn điểm mạnh? Điểm mạnh thì không biết điểm mạnh. Điểm mạnh thì ví dụ như ca hát, nhảy múa, có cái tài lẻ gì được không? Hay là nấu ăn được không? Hay là yêu trẻ con, yêu động vật, cái gì đó, những cái điểm mạnh, những cái thế mạnh của mình. Nấu ăn thì biết nấu nhưng mà em nếm không được ngon, thích trẻ con. Rồi hát hò gì được không chị? Dạ không. Trời ơi, gái miền Tây là phải biết hát chứ. Gái miền Tây thì cũng có nhiều người chứ, đâu phải nhà cũng biết hát. Rồi không ha, biết hát thì lên trên chương trình thường làm gì tặng bạn nam trên sân khấu đây? Bạn nam hát tặng mình làm gì tặng bạn? Múa phụ quả. Múa phụ quả hả? Rồi do là trễ múa phụ quả luôn. Rồi tình trường của chị như thế nào rồi? Tình trường là mình có gia đình nhưng mà thôi cấp nay là 13 năm. Chưa có con. Thì cũng 3 năm qua cũng không được. Hả? Rồi. Chị mà lý do vì sao mình đổ vỡ chị, mình ở bao nhiêu năm mà mình đổ vỡ cuộc hôn nhân này? Mới có 3 tháng, tại vì do là mai á, thì không hiểu nhau á, thì thôi. Rồi sau đó thì chị có tìm hiểu ai không? Thì cũng có tìm hiểu một hai người nhưng mà không đi tới đâu. Lý do gì mình sao mình tìm hiểu một hai người đó thì mình tìm hiểu bao lâu mà không đi tới đâu vậy chị? Nếu như cũng vài tháng cũng như không hiểu thì không hợp nhau vậy á. Dạ. Với thời gian, tính chất thời gian, công chuyện, công việc á. Rồi. Thì em lên chương trình này em kiếm bạn nam là từ tuổi là từ 36 cho đến 45. 36 đến 45. Ví dụ như người ta cũng lỡ dở hôn nhân, người ta đang nuôi con, chị ok không? Dạ được chứ. Cái đó thì em cũng quan trọng. Chứ quan trọng hai người hợp nhau thôi. Rồi, khi mà chương trình tìm được người cho chị thì chị có lên Sài Gòn để tham gia chương trình được không? Dạ được chứ. Rồi, cái anh đó thì chị muốn là anh đó quê quán ở đâu?
Ví dụ như anh đó, anh đang ở trên Sài Gòn, chị có thể lên sinh sống với ảnh và buôn bán với ảnh được không? À, dạ được chứ. Ừ, dễ ta. Cái đó thì cũng dễ mà. Rồi, về ngoại hình thì chị thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Nói chung là cũng không quyết định, nói chung là biết nấu ăn. Trung thể thì trưởng thành á, dạ như trưởng thành thì giúp vợ con vậy đó. Nói chung phụ giúp vợ con. Ngoại hình thì nói chung là nói về nhan sắc á thì nói nhìn thì cũng được, hoặc là không đẹp nhưng có gì thì cũng được. Rồi rồi, nhưng mà bây giờ nha, ngoại hình nhìn cũng được, nhìn cái gì cũng được, kể em nghe coi. Thì nha thì như mặt nhìn cũng được, chứ nó nhìn nếu mà không đẹp mà có duyên thì cũng được. Mình mô tả ngoại hình là một khuôn của em là khuôn mặt nha. Khuôn mặt đúng không, ngoại hình mập mạp. Rồi cái ao mắt cũng 1m7 là được. Chị cao mét mấy mà chị đòi chị cao 1m7? 1m58. 1m58 thì tầm 1m65 được rồi. Từ 36 đến 45 tuổi. Dạ. Cao được 1m7 đó, mày nói thật luôn á. Thì tôi chỉ là vậy thôi, nhưng mà nếu mà gặp thì nếu mà thấy ưng ý là chiều cao nha, chắc là không quan trọng nữa. Rồi, quê quán thì không trọng ở đâu luôn đúng không? Quê quán thì nếu mà ở trong miền Tây luôn được, mấy tỉnh miền Tây luôn được cũng được. Còn Sài Gòn đó. Nhưng quê quán là từ Đà Lạt từ đổ vào á. Từ đâu? Từ đâu? Đà Lạt trở vào. Đà Lạt trở vào. Okay. Từ Đà Lạt. Đà Lạt hay Đà Nẵng? Đà Lạt. Ừ rồi, Đà Lạt về miền Tây rồi. Còn gì nữa không? Chị cần nhu cầu gì nữa không? Dạ, chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra nữa hả? Rồi, chị suy nghĩ đi ha. Rồi. Dạ rồi. Chị ha. Rồi, buổi casting ngày hôm nay đến đây kết thúc rồi chị ha. Có gì thì chương trình sẽ liên hệ lại. Dạ, giờ chị tắt cuộc gọi rồi giúp em nha. Bấm nút đỏ.